16, please. Sorry, 16. What? It's been a long day. Yo, so, we're gonna sit over here. You can't see, man. Can you guys stay back, please? No. Quý vị thấy các em múa có hay không ạ? À? Và để con xin được giới thiệu nhé, là cái màn vũ này đã được một em trong nhóm này tập dượt bỏ rất là nhiều công sức và thời gian ra. Và xin được giới thiệu là
MTV. Thì bà xin được hỏi là TV cũng như là tất cả các em đã dành bao nhiêu thời gian để tập cho cái văn cái bản nhạc này? How long did it take to for the dance? 2 tuần rưỡi. 2 tuần rưỡi. 2 weeks and a half to practice the dance. Có nghĩa là các em vừa đi học, vừa chuẩn bị thi, vừa đi làm và vẫn còn cái thời gian để tập những cái bản vũ rất là đặc sắc này. Thì